Hiện tại, việc donate được thấy phổ biến trên những buổi live stream. Khán giả xem những chương trình nội dung live stream yêu thích, streamer yêu thích và muốn ủng hộ cho người đó. Việc làm này hoàn toàn dựa vào tính tự nguyện và mức độ yêu thích của bạn dành cho thần tượng của mình. Có những streamer đã vô cùng thành công nhờ hình thức donate này, nhưng bên cạnh đó cũng có vô số tình huống donate kỳ quặc, thậm chí tiêu cực khiến ngay cả chính chủ cũng cảm thấy bó tay. Nữ sinh 2K7 trộm tiền cha dượng để donate cho idol. Những ngày qua, thông tin một nữ sinh lấy trộm hơn 400 triệu của bố mẹ để donate cho idol. Mặc dù chưa rõ thực hư, song các thông tin liên tục được chia sẻ, kèm với đó là hình ảnh của nữ sinh clip livestream của người thân. Theo một số bình luận, nhân vật chính trong vụ việc tên V. Bị nhắc tên trực tiếp trong vụ việc, Đào Viu La đã trở thành tâm điểm chú ý. Hàng loạt ý kiến đề nghị TikToker này trả lại tiền. Tuy nhiên sau đó, khi trao đổi với truyền thông, phía đại diện Đào Viu La khẳng định thông tin đang lan truyền là không đúng sự thật. Đạt Viu La đang là đại diện trưởng team Viu La nên nhiều người hiểu nhầm rằng có ai gửi là gửi cho Đạt. Còn về vấn đề donate thì theo Đạt chia sẻ thì bạn gái ấy chỉ donate cho Đạt một lần. Bạn ấy không phải là fan donate cứng của Đạt. Đại diện team Đạt Viu La nói. Ngoài ra qua trao đổi, phía Đạt Viu La cho biết hoàn toàn không có chuyện xúi giục và càng không thể kiểm soát việc nữ sinh kia lấy tiền từ ai hay cho ai bao nhiêu tiền. Nói về việc donate, team Đạt Viu La nhấn mạnh trong quá trình hoạt động chưa từng kêu gọi khuyến khích bất kỳ ai kiếm tiền để tặng quà cho mình. Donate hơn 500 triệu cho nữ streamer kiện luôn idol ra tòa để đòi lại tiền. Chàng trai họ Trương sống tại quận Phàn Thành, thành phố Tương Dương, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc đã tặng cho một cô nàng hot girl mạng toàn bộ tiền tiết kiệm của mình qua một chương trình phát sóng. Sau khi suy nghĩ kỹ lưỡng lại, cảm thấy mình quá ngu ngốc, anh chàng đã lôi nữ idol ra tòa với mục đích để đòi lại số tiền lên tới 130.000 nhân dân tệ, khoảng gần 450 triệu đồng. Được biết cô nàng họ Vương cũng là một trong những hot girl khá nổi tiếng trong cộng đồng mạng Trung Quốc. Thế nên không lạ khi anh Vương cũng là một trong những fan cuồng của cô nàng. Thậm chí, qua cách donate rất nhiều tiền, anh chàng còn lọt vào top fan, được làm quen và kết bạn mạng xã hội với nữ streamer xinh đẹp. Theo kết luận từ phía tòa án, quan hệ cho nhận giữa hai bên hoàn toàn xuất phát từ sự tự nguyện và không phải vay mượn hay ép buộc, nên yêu cầu hoàn trả số tiền từ phía anh Vương đã bị bác bỏ. Quyết định này nhận được sự ủng hộ từ cư dân mạng. Biển thủ 31 tỷ tiền công ty để donate cho nữ streamer, fan cuồng nhận cái kết đắng. Nhân vật chính trong câu chuyện là một thanh niên họ Vương, người từng làm kế toán cho một công ty. Nhờ có Internet mà anh chàng biết tới thần tượng của mình, đó là Phùng Đề Mạc, một nữ streamer siêu nổi tiếng ở Trung Quốc. Vẻ ngoài xinh xắn đáng yêu cùng giọng hát như thiên thần của cô nàng đã khiến cho anh thật sự xao xuyến và trở thành fan cuồng từ lúc nào không hay. Theo thời gian, anh Vương ngày càng nghiện idol tới mức sẵn sàng vét sạch cả tiền tiết kiệm để mua các món quà hay donate cho nữ thần của mình. Thậm chí tới khi đã tay trắng, anh chàng họ Vương vẫn sẵn sàng biển thủ cả tiền quỹ của công ty để donate cho nữ streamer xinh đẹp và con số được biết lên tới hơn 31 tỷ đồng. Hành động nhanh chóng bị bại lộ và anh chàng họ Vương chính thức bị bắt giữ chỉ ít ngày sau đó với án phạt lên tới 7 năm tù. Ngoài ra, nữ streamer Phùng Đề Mạc cũng đã phải trả lại số tiền kèm theo lời xin lỗi cũng như bào chữa rằng mình hoàn toàn không biết gì về hành động của Vương. Thiếu niên vung tay donate gần 6 tỷ cho nữ streamer, muốn đòi lại nhưng bị từ chối. Một thiếu niên đang sinh sống tại Thiên Tân có tên Tiểu Lưu, trong vòng 70 ngày đã donate cho một nữ streamer tổng số tiền là 1,58 triệu nhân dân tệ, khoảng 5,6 tỷ đồng. Nhưng điều đáng nói ở đây là Tiểu Lưu vẫn chưa đến tuổi thành niên và đó cũng không phải tiền do cậu kiếm ra. Được biết khi lên lớp 8, Tiểu Lưu đã thôi học và bắt đầu làm thu ngân ở cửa hàng bán buôn rau củ của gia đình. Buổi tối rảnh rỗi không có việc gì làm, Tiểu Lưu thường xuyên lên mạng xem livestream. Cậu bị một nữ streamer thu hút và liên tục donate cho cô. Thời gian qua đi, Tiểu Lưu càng lún sâu, cậu gần như donate toàn bộ tiền rau buôn bán được của gia đình vào ban ngày. Thậm chí có một khoảng thời gian mỗi tối, Lưu donate cho streamer kia 2.000-3.000 tệ, khoảng 7,1 đến 10 triệu đồng. Mọi chuyện cứ tiếp diễn liên tục như thế trong hơn 2 tháng trời, cho đến khi bị bố mẹ Tiểu Lưu phát hiện. Ông bà liên hệ với nền tảng livestream và yêu cầu được hoàn trả gần 6 tỷ đồng mà con trai đã donate với lý do cậu bé đang ở tuổi vị thành niên nhưng bị từ chối. Bố mẹ Lưu quyết định khởi kiện ra tòa và cuối cùng giành được phần thắng. Theo tòa án, trong trường hợp thanh thiếu niên chưa đến tuổi vị thành niên có hoạt động chi tiêu trong game hoặc các nền tảng livestream mà không có sự đồng ý của người giám hộ, thì người giám hộ có quyền yêu cầu hoàn tiền. Nữ streamer bị fan cuồng sát hại dã man sau khi donate số tiền khủng. Nữ streamer tên thật là Chao, 33 tuổi, đã lấy chồng và có 2 con nhỏ, hiện là nhân viên bảo vệ của một trường dạy lái xe tại Hà Nam, đã bị fan cứng của mình sát hại tại khách sạn địa phương, từng khiến dư luận dậy sóng. Đó là người đứng đầu bảng xếp hạng top donate. Thậm chí trước khi xảy ra vụ việc kinh hoàng này, fan cứng đó đã tặng cho cô một món quà hơn 100.000 tệ, khoảng 350 triệu đồng, trong buổi phát sóng trực tiếp gần nhất của nữ streamer. Thi thể của cô được phát hiện tại một khách sạn.
Được biết trong các buổi phát sóng trực tiếp của mình, Sao thường xuyên tuyên bố tình trạng độc thân, nhưng thực tế cô đã là vợ, là mẹ của hai đứa trẻ. Vào một đêm cách đây vài ngày, cô đã nói dối chồng đi công tác để có thể bí mật gặp gỡ một fan cứng của mình. Đòi lại tiền donate hơn 100.000 đồng từ nữ thần tượng vì bị thất nghiệp. Cụ thể trong buổi phát trực tiếp của mình, nữ streamer Pokimane đã bị đòi lại tiền donate từ khán giả. Lý do là nhà hàng nơi người xem này đang làm việc đã bị đóng cửa. Vì mất việc nên bất đắc dĩ mới phải đòi lại 6 đô, khoảng 130.000 đồng donate cho cô từ 4 ngày trước. Pokimane ngạc nhiên đến không nói nên lời. Chắc hẳn đây là lần đầu tiên cô gặp phải sự việc như vậy. Tuy nhiên, nữ streamer cho biết cô sẽ cố gắng thử hoàn lại tiền.